chào Việt Nam. Bây giờ thì Mai sẽ cắt món gà nhé. Cái da của nó giòn thật đi rồi. Giòn sụn luôn đấy. Chuẩn luôn đấy nhé. Cái gà này không? Là gà the best thôi. Không giống như cái bình thường cô hay mua đâu. Không giống như gà cô hay mua đấy. Nhưng mà mình đây mình mua cửa hàng. Mình kia là mình đến tận nhà mình mua. Đó, món chính của Mai đơn giản thế này nhá. Chỉ có thế này thôi. Cơm này. Gà quay này. Đó, Mai vừa cắt xong nhá. Từng bộ phận sẽ được chia đây này. Tí nữa mình sẽ phục vụ cho khách. Riêng cái đầu của Mai đây. Đó. Và cà rốt, khoai tây ăn kèm món chính. Ok, Mai mời cô chú anh chị các bạn ra bán cơm gia đình Mai. Đã sau khi mang đồ ăn ta bán thì như thường lệ thì Mai sẽ chia đồ ăn cho từng người một nhé. Ở Pháp là như vậy đó, bao giờ chủ nhà cũng chia đồ ăn và sẽ hỏi khách là thích ăn cái phần nào. Nhưng nói chung là tất cả mọi người trên bàn nhà Mai đấy thì Mai đã hiểu từng người một ai thích ăn cái gì, ai thích ăn phần nào của con gà rồi. Đó em ấy bây giờ có hẹn với bạn nên đi chơi nhé, không ở lại thủ nến chị Bông. Em đi đâu cơ? Em mẹ con đi đâu chị Bông hỏi. Em đi Macau. Em đi Macau. Em đi Macau. Em mẹ, đi con hôn chị Bông, con chúc mừng sinh nhật chị Bông đi. Em chúc chị sinh nhật. Yes, vui vẻ. Đây, chúc chị nhật vui vẻ, giỏi quá. Amusant bien. Amusant bien. Fais attention. Bye bye con. Kem á? Ừ. Con không ăn kem đâu. Con không kem à? Kem này ngon lắm nè. Nồng. Nếu nó chua đấy. Ui, không ăn thử. Vanille? Mandarine. Mandarine. Mandarine au pom pom mút, mama. Ah, oui. C'est pour être avec ça, c'est bon. Tu vois la boisson amère. Ah oui, la glace. Tu vois tout le monde n'est pas. Non, non, mais même la glace. Mais elle est très foncé. Il y a une Lucas comme Anne, Lucas comme Anne. C'est pas vraiment. Mais c'est de l'alcool, le truc. Oui, tu veux. Tout le monde bat à Congo. Il y a tout ce que tu mets. Non, mais bon, ouais, mais. Oui. Parce que là. C'est pas beaucoup. Voilà maman. Cô đang đánh giá món ăn của Mai nhé. Cô kêu rồi chứ. Thấy rượu nặng hơn cả kem. Cả kem nữa. Đó. Thế bốn cốc người ăn nhiều, chúng người ăn hai cốc. C'est bon comme ça maman. C'est très bon. Mai, oui. Comment tu étais parti? Oui. C'est Stéphane qui a emmené bon à la gare. Hai để như nào? Này hả? C'est moi qui mets. Ah oui, toi tu mets? Ah lui qui veut qu'il mette de feu. D'accord, vas-y. D'accord, d'accord. Non, on fait ça tout ça d'abord, ok? Après notre ensemble, ok? T'as tout fait. Oui, mais tu doucement, attends. 1, 2, 3. Oh loulou, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you.
Et comme t'as 22 ans, il faut le couper 22 fois. Bon, je vais déplacer alors. Moi, je vais déplacer. Oui, maman, on n'est pas mal à la bougie. Oh, on va la bougie. Merci. Oh, ai cũng sang chúc mừng sinh nhật Vông này. Allez, mamie, souffle avec Vong. Oh. C'est reparti, on est parti pour 22 fois. J'espère que t'as du souffle. Allez, encore. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Vong. Joyeux anniversaire à deux, trois. C'est parti. Bravo. Merci beaucoup. Tu coupes d'abord en deux. Tu vas te faire un gâteau. Il y a de la farine, j'en veux pas. Mais c'est très bon, c'est la marque de je commande pour Marie, elle a dit non, il n'a pas le temps. Ça tous les jours. Voilà, je me suis appuyée. Soumis, on savait la dent, il va dans un Úi giời, Vông Vông đang khoe quả như quả Luca tặng Vông ấy. Úi giời, đang thích ấy. Úi giời. Chú không tới nhà Mai luôn, nghĩ thế chú. Vẫn phần chú một suất riêng. À. Voilà. Ai cũng có phần. Như thế này thôi mà hai suất cho cô chú anh chị các bạn. Mai cứ đo muôi. Đo muôi Mai xếp là ra. Voilà, pu mông mông là trong huy. Đây là lâu lắm rồi nhá. Lâu lắm rồi Mai không có mời mẹ với cô đấy đi du lịch về, nên đây Mai làm nhiều để chờ cho mẹ và cô. Và cô chú anh chị bạn thấy không, mỗi một cái hộp này là hơn một suất đấy, một suất rưỡi đấy, gần ba cái muôi luôn, thì cô chú anh chị bạn biết là nhiều thế nào rồi đấy. Rồi thế này là bao nhiêu suất thật đấy, nó ngon mình không muốn bỏ một thế nào luôn đấy, tiếc quá. Mai phải build phim lại cái này một lần nữa để cho nó chắc chắn là nó sẽ không bỏ ra ngoài. Đấy, nính trắng khó xuất, giờ Mai cất vào trong tủ lạnh. Ê, à, tôi ta lơ lơ trong phòng. Gia đình nhà Mai ăn cơm xong nhé, bây giờ thì cả nhà ra ngoài nghĩa trang thăm ba. Đó. Cô này, mẹ này, em chồng này. Đó, và ông xã với lại mẹ hai. Đó, mọi người ra nghĩa trang nhé, thì khen là cái mộ này này, người ta chưa có mất nhé cô chú anh chị các bạn. Đây nha, có một người mất sinh 1966 này, mất 1968 này, đó, kia chắc là bố mẹ đó, sinh 1937 chưa có mất này, và đây cũng là 1945 chưa có mất này đó. Có nghĩa là ngày mất sẽ ở sau. Ô rất là hay này, họ làm họ làm mộ họ trước này. Còn đây ấy thì là cũng là hai người đã làm mộ cho mình trước này. Nó cũng sinh 1 tháng 2
tháng 2 à mùng 2 tháng 6 1955, mùng 8 tháng 6 1955. Nhưng mà chưa có mất nhá cô chú anh chị các bạn. Morgan là. Đó, và họ vẽ cái bức tranh bằng đá đẹp chưa kìa. Đó. Đó, mọi người đã tới mộ của ba nhé. Mộ của ba vẫn còn rất là nhiều hoa tươi tốt này. Ah, c'est encore joli fleur. Oui. Oui. À, thích cái ớt của ba này, thích ba xin của ớt. Mama cho bơ bích kẹ. Mai, mai, mai thử lấy quả ớt để về ăn thử nhá. Mai nghĩ là ba sẽ cho. Papa, moi je prends un piment. Mai bổ ba cho con, cho con xin quả ớt nhé. Để mai về có ăn nó cay không? Oui, je prends, je sais. Oui, je sais pas. Mẹ je pense un peu miếng đi. Mai sẽ lấy ba trái nhé. Để về xem ăn có cay không? Hay là chỉ là ớt ớt cảnh thôi? No, ils sont pas mûris. À, mai sẽ lấy hai loại nhé. Một loại và một loại trắng. Đây, con dâu gì mà con dâu ba có cái gì ấy. Ba sống cũng xin và ba chết cũng xin. Đấy, đây là con dâu này là con dâu tham ăn đây. Maman, je prends trois rouges et trois oranges. Papi, qui me kiki đi mẹ. Quand je vis vong, tu me demandes comme mẹ. Maintenant, je partis, tu encore demandes. Méfie-toi quand même, est-ce que c'est bon? Oui, mais je pense, on va essayer, je sais pas qu'ils sont forts ou pas. Mai mà mai sẽ ăn thử xem nó cay không nhé. No, je prends pas poison. Mẹ một cái vấn đề không ăn được. Ở bên Pháp bây giờ đang là mốt ớt sậu. Đây, cái mộ của hàng xóm cũng có ớt này. Một người bằng tuổi ba chồng Mai kìa. Một người bằng tuổi ba của Mai cũng sinh năm 55 mà đã mất rồi đấy. Đó, cái hoa này nó bị héo, bị hỏng nhé. Thì bây giờ ông sẽ bỏ ra, vứt đi, không để lại nữa. Bây giờ thì sẽ sang bên mộ của chú chồng Mai, mất trước ba Mai khoảng một tháng. Chú chồng Mai nhé. Chú chồng Mai mà khi mà thiêu ấy thì sẽ để trong một cái hộp nhỏ xíu như này. Đấy, Jean-Louis Gabriel 1951 và 2004. Mình có thể mở được cái này ra nhé, nhỏ xíu như này này. Đó. Cô chú chị bạn thấy bé xíu không? Đấy, là xếp hàng tầng lên này. Bé xíu này. Ở đây thì họ sẽ để một ghế nhé, để mỗi người mà mỗi lần mà ra thăm người nhà của mình ấy, mà mệt thì mình có chỗ để mình ngồi mình nghỉ đó. Đó, cô đang giới thiệu về cái mộ của gia đình bên chồng cô nhá. Cái hoa xinh quá, xinh này có hai màu tím trắng này. Gia đình nhà Mai vừa thăm ba về nhá. Tới đây thì lại ra ăn cổng về thì gặp gia đình nhà bạn của Mai đi thăm mẹ, là Mai vừa ra thăm mộ của bà xong. Je viens de voir le tombe de mamie qui l'a refait en train de faire. C'est pas fini. Ouais. Oui. Bonjour. Bonjour. Salut Mai. Ça va? Bah oui, toi, ça va? Bien, bien. Đang hỏi ông xã về cái du thuyền của gia đình nhà Mai thế nào đó. Vừa đi du lịch về. Đây là bạn của ông xã Mai đi du thuyền nhiều lắm nhỉ. Đi suốt ngày là hầu như năm nào cũng đi. Đó. Đó, thăm ba về nhé. Bây giờ mọi người chào nhau về. Cho Mai xin dừng video ở đây. Cô với bà mẹ đang hẹn nhau đi xem giống như ở nhà mà cho những người thì coi cũng nghĩa là chạy dưỡng lão khoảng mấy giây. Cô nhà cô cực kỳ đẹp, nhưng căn hộ kỳ đẹp nhất, nhưng mà cô vẫn muốn là nếu mà cô lớn tuổi thì cô sẽ đi thuê nhà ở trại dưỡng lão để mọi người chăm sóc. Là chăm sóc. Non, mais parce que Jean-Luc qui m'a expliqué que lui il est en train de cogiter déjà. Ah oui, d'accord. Et vous venez ici? Non.
moi. Ah bon? Et moi? Bye bye. Non, moi un câlin, j'ai jamais. Tu vas câlin, chị. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây. À, nếu cô chú anh chị các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ thì cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye. Xin chào Việt Nam. Wow. Yeah.